Như khi đốt đèn thì ngọn lửa trước cháy tim hay ngọn lửa sau cháy tim? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, theo ý con hiểu, chẳng phải ngọn lửa trước cháy tim cũng không lìa ngọn lửa trước, chẳng phải ngọn lửa sau cháy tim cũng không lìa ngọn lửa sau. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, tim bị cháy không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế gian hiện thấy cái tim thật cháy. Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát cũng như vậy, chẳng phải tâm trước phát khởi có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng chẳng phải lìa tâm trước, chẳng phải tâm sau phát khởi có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng không lìa tâm sau. Nhưng các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo, làm cho các căn lành được tăng trưởng viên mãn, có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, lý thú duyên khởi sâu xa này, nghĩa là các đại Bồ Tát chẳng phải tâm trước phát khởi có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng không lìa tâm trước, chẳng phải tâm sau phát khởi có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng không lìa tâm sau. Chẳng phải vì các tâm như vậy phát khởi mới có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chẳng phải vì lìa các tâm phát khởi như vậy mới có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng các đại Bồ Tát có thể chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, nếu tâm diệt rồi sanh lại được không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không được, tâm đã diệt rồi không thể sanh lại. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, nếu tâm đã sanh có pháp diệt không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng vậy, nếu tâm đã sanh nhất định có pháp diệt. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, tâm có pháp diệt sẽ không diệt chăng? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không, tâm có pháp diệt nhất định sẽ diệt. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, tâm không có pháp diệt có thể sanh được không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không, tâm không có pháp diệt không có nghĩa có thể sanh được. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, tâm không có pháp sanh là diệt được không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không, tâm không có pháp sanh không có nghĩa diệt được. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, tâm không có pháp sanh diệt là sanh diệt được không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không, tâm không có pháp sanh diệt không có nghĩa sanh diệt được. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, nếu pháp đã diệt có thể diệt nữa không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không, nếu pháp đã diệt không diệt được nữa. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, nếu pháp đã sanh có thể sanh nữa không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không, nếu pháp đã sanh không sanh được nữa. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, thật tánh các pháp có sanh diệt không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không, thật tánh các pháp không sanh không diệt. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, tâm trụ là như tâm chân như phải không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng vậy, như tâm chân như, tâm trụ cũng vậy. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, nếu tâm trụ như chân như, thì tâm đó là tánh thật tế thường trụ của như chân như phải không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không, tâm đó chẳng phải tánh thật tế thường trụ của như chân như. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, chân như của các pháp là sâu xa vô cùng phải không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng vậy, chân như các pháp vô cùng sâu xa. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, chân như tức là tâm phải không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không phải. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, lìa chân như có tâm không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, tâm tức là chân như phải không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, lìa tâm có chân như không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, chân như có thể thấy chân như không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, này thiện hiện, ý ông nghĩ sao, ông thấy có thật chân như không? Thiện hiện bạch Phật,
Bạch Thế Tôn không? Phật dạy, này Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Đại Bồ Tát nào thường thực hành như vậy? Có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không? Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đại Bồ Tát nào có thể thực hành như vậy? Tức là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Phật dạy, này Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Đại Bồ Tát nào có thể thực hành như vậy là hành xứ nào? Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào có thể thực hành như vậy? Đều không có hành xứ. Vì sao? Vì nếu Đại Bồ Tát nào có thể thực hành như vậy thì hoàn toàn không thấy có năng hành, sở hành, thời gian hành, nơi chốn hành, vì các pháp hiện hành đều không chuyển vậy. Phật dạy, này Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là hành chỗ nào? Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là hành Thắng Nghĩa Đế, vì trong ấy tất cả đều không có phân biệt. Phật dạy, này Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đối với Thắng Nghĩa Đế có chấp tướng không? Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, này Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Đại Bồ Tát nào khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đối với Thắng Nghĩa Đế tuy không chấp tướng nhưng có hành tướng không? Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không có. Phật dạy, này Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Đại Bồ Tát này đối với Thắng Nghĩa Đế là tướng ngoại phải không? Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, này Thiện Hiện, ý ông nghĩ sao? Đại Bồ Tát này đối với Thắng Nghĩa Đế là tướng từ bỏ phải không? Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, không. Phật dạy, này Thiện Hiện, Đại Bồ Tát này khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đối với Thắng Nghĩa Đế nếu chẳng phải tướng hoại, cũng chẳng phải tướng từ bỏ thì làm sao có thể chấm dứt tưởng chấp tướng? Thiện Hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát này khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không nghĩ ta đang có tướng hoại, ta đang có tướng bỏ, chấm dứt tưởng chấp tướng, cũng chẳng tu học đạo chấm dứt tưởng chấp tướng. Đại Bồ Tát nào